Đề cập chúng ta là số đồng phân cấu tạo của este, có công thức là C5H8O2. Ở đây chúng ta tính K của hợp giá hữu cơ, em lấy 2 nhân cho số carbon trừ số hydro cộng 2 tất cả chia 2. Đây là 10. 10 cộng 2 là 12, 12 trừ 8 là 4, 4 chia 2 là bằng 2. Do nó là este thì nó có một nhóm chất COO, K đây bằng 1. Để thỏa mãn K bằng 2. Thì trong này nó còn lại một liên kết đôi CC nữa là xong. Nhưng ở đây người ta chỉ nói cấu tạo, chúng ta không quan trọng tới hình học. Rồi. Như vậy, nó là este thì nó sẽ có hai dạng. Dạng đầu tiên nó là este của axit formic HCOO. Chúng ta còn lại đây là C4H7. Tiếp tục tăng cấp lên CH3COO, C3H5 tăng lên C2H5 COO, C2H3. Nếu mình tăng nữa C3H7 thì bên này CH là vô lý, không tăng được thì đổi. Chúng ta đổi thằng đầu tiên C2H3 COO C2H5, đổi thằng thứ hai C3H5 COO CH3. Người ta chỉ quan tâm tới đồng phân cấu tạo, thì em nhớ cái này đồng phân cấu tạo này. Mình dùng triết lý như sau: CH C2H3 C3H5 và C4H7. Đây là những gốc không no chứa một liên kết BCC đồng phân cấu tạo này. Ta dùng quy tắc 0, 1, 3, 8. Được chưa? Bây giờ chúng ta nhìn thấy như sau. Hydro CH3, CH5 chúng ta là những gốc no tiếp đếm trước. Hydro là 1, CH3 là 1, CH5 là 1. Như vậy đây là 1, 1. Còn các gốc còn lại là các gốc không no. Được cho em. Bây giờ thầy sẽ lấy cái gốc không no bằng dùng cái bút màu đỏ này, chúng ta nhìn cho rõ. Đây. Thì C2H3 chúng ta có 1 này. Được chưa? C3H5 có 3. Và C4H7 có 8. Em cho tôi tính 1 x 8 là bằng 8, 1 x 3 là bằng 3, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 3 x 1 bằng 3, chúng ta tính 8, 9, 10. 10 cộng cho 6 là 16 đồng phân. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu C. Ở đây nó hỏi cấu tạo không tính hình học nhá. Còn nếu tính hình học này thì đây sẽ là 0, 0, 1, 3.